Xin chào tất cả quý anh chị và cô bác. Hôm nay Lộc Nguyễn đi quay cho quý anh chị và cô bác một cái căn nhà với một cái phân khúc cực kỳ rẻ luôn nha quý anh chị. Và căn nhà của chúng ta là nằm ngay vị trí là Bình Chánh thuộc thành phố Hồ Chí Minh nha. Và từ vị trí nhà quý anh chị di chuyển lên bến xe quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 á, chỉ tầm khoảng 6 km thôi, thì Lộc thấy cũng khá là gần cho những quý anh chị nào đang ở quận 8 nè, quận 7, quận 4, làm việc ở các quận nội thành, thì chúng ta sở hữu căn nhà này để làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà có tài chính tầm khoảng hơn 700 triệu chút xíu á, thì căn nhà này rất là hợp lý cho quý anh chị tham quan ha. Hiện tại á, thì Lộc đang trong một cái con đường nó rộng tầm khoảng 2,5 m nha quý anh chị. Và khu dân cư chúng ta là một cái khu dân cư sống rất là đông đúc và san sát nhau rồi đó. Thì khu vực của hôm nay mà Lộc Nguyễn quay á, thì nó thuộc là ấp 4 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và cái nhà của chúng ta có cái địa chỉ là D5 sẹt 143G ha quý anh chị. Đó, địa chỉ rất là rõ ràng ha. Và cái nhà của chúng ta là nhà riêng biệt, có đồng hồ điện nè, đồng hồ nước riêng biệt hết nha quý anh chị, không có chung chạ với ai hết. Thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị vào bên trong nhà để chúng ta tham quan từng ngóc ngách cũng như là từng chi tiết căn nhà hôm nay Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị ha. Và mặt diện bên ngoài á được thiết kế rất là kiên cố luôn quý anh chị. Phía trên đã làm cho quý anh chị hệ thống mái tôn ra rồi, dùng để che mưa che nắng thì rất là tuyệt vời ha quý anh chị. Rồi, ở phía bên ngoài nó có một cái khoảng sân và có một cái cánh cổng rất là kiên cố ha. Cổng này là cổng lùa, cổng sắt hộp ha quý anh chị, với cái tông màu màu xanh ha quý anh chị. Hiện tại á thì căn nhà này đã qua sử dụng rồi nha quý anh chị, thì chủ nhà trước đó là để cho thuê nha. Thì hôm nay chủ nhà lấy lại để bán nha quý anh chị. Thì khi mà bàn giao nhà cho quý anh chị là sẽ bàn giao nhà sạch sẽ và nhà mới nha, nên quý anh chị yên tâm. Hiện tại thì hiện trạng là nhà đang hơi cũ chút xíu nha quý anh chị, nhưng mà khi mà quý anh chị nhận nhà thì là hoàn toàn mới luôn. Thì gia chủ là anh Hưng. Anh Hưng là một cái khán giả coi YouTube của Lộc và rất là nhiều, và được anh Hưng tin tưởng nên giao cho Lộc cái căn nhà này để đi review gửi đến cho quý anh chị ha. Đó, thì phía bên ngoài nhà của chúng ta với cái diện tích là ngang 3,7 m, sâu vào là 11 m ha quý anh chị. Đặc biệt á, cái nhà này có 3 phòng ngủ luôn, nên rất là thích hợp cho những gia đình nào có hai vợ chồng, hai đứa con ở thì rất là hợp lý ha. Phía bên ngoài có một cái khoảng sân nè. Cái khoảng sân này thì quý anh chị để được hai chiếc xe máy nha quý anh chị. Đó, rồi, đi vào bên trong nhà thì sẽ qua thêm một cái lớp cửa nữa. Đây, cửa chúng ta là cửa kính nhôm Sifa, kính cường lực, rất là chắc chắn ha. Nhìn kiểu với cái tông màu trắng, nhìn rất là sang trọng ha quý anh chị. Ở đây nè, chúng ta có đồng hồ nước nha, có đồng hồ nước và đồng hồ điện. Phía trên đồng hồ điện thì nó sẽ có cái địa chỉ D5 sạc 143G. Đó, ấp 4 xã Quy Đức, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đồng hồ điện này thì quý anh chị có thể đóng, có cái mã BE, quý anh chị có thể đóng đồng hồ điện trên những cái app, hoặc là ra điện máy xanh thế giới động chúng ta đóng đều được sau quý anh chị. Rồi, bên tay trái Lộc là khu vực vòi nước nè. Vòi nước này là của cấp nước của nhà nước nha quý anh chị, nên quý anh chị yên tâm sử dụng, ở đây là nước sạch ha. Rồi, đi vào bên trong khu vực phòng khách nè quý anh chị. Một khu vực phòng khách nó rộng tầm khoảng 15 m² ha. Trần của chúng ta khá là cao nè. Bởi vì sao ạ? Bởi vì phía trên chúng ta có một cái khoảng gác lửng, có hai phòng trên đó nha quý anh chị. Nên Lộc thấy căn nhà này rất là thích hợp cho những hai vợ chồng nè, hai đứa con trai gái á, có hai phòng ở trên, nó vừa nhỏ thôi, thì rất là thích hợp cho chúng ta con chúng ta ở những căn phòng ngủ ở phía trên ha. Rồi, khu vực tường á thì Lộc thấy là đều ốp gạch ốp tường lên tầm khoảng 1,5 m cho quý anh chị luôn. Đó, khá là cao nè, nên rất là sạch sẽ ha. Tường này hiện tại là quý chị thấy màu sơn nó hơi cũ chút xíu nha. Khi mà quý chị nhận nhà thì anh Hưng sẽ sơn sửa lại cái nhà chúng ta hoàn toàn mới luôn nha, nên quý chị yên tâm. Những cái chỗ nào mà ố vàng hay là thấm dột như thế nào đó thì chủ nhà là anh Hưng sẽ làm lại cho quý chị sạch sẽ, nên quý chị yên tâm là sẽ nhận nhà mới nha. Rồi, khu vực này có một cái khu vực hạch tâm cấp nè. Đó, có một cái hình hoa mai nhìn rất là đẹp với cái tông màu vàng ha. Đó, nó che chắn giữa khu vực bếp và khu vực phòng khách ha quý anh chị. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực bếp ha. Một cái khu vực bếp rộng rãi,
với tủ bếp trên và tủ bếp dưới ha quý anh chị. Đó, ở đây có một cái khu vực bồn nước nè, quý anh chị thấy thế nào ạ? Hãy nhấn cho Lộc một nút like và một nút đăng ký kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn để luôn là người nhận được những cái video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn đi quay mỗi ngày, để cho quý anh chị cập nhật được những cái mẫu nhà đẹp cũng như là giá cả phù hợp cho quý anh chị tha hồ lựa chọn ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh nha. Phía trên thì có một cái ô để cho quý anh chị lấy gió và lấy sáng ha. Tường thì đã được ốp gạch khá là cao, tầm 2 mét cho quý anh chị luôn rồi. Có những cái thiết bị như là bồn cầu, vòi sen đã được lắp sẵn hết cho quý anh chị rồi. Và cái nhà này thì chúng ta chỉ cần dọn quần áo vào và ở thôi quý anh chị ơi. Thì hiện tại thì anh Hưng đang cho thợ vào để sửa chữa lại nha quý anh chị. Nên quý anh chị yên tâm là sẽ được nhận nhà mới nha. Rồi, đi vào bên trong khu vực phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Căn phòng ngủ này thì Lộc thấy rất là thích hợp cho những gia đình có người lớn tuổi nè. Chúng ta ưu tiên cho ở căn phòng này thì rất là hợp lý nha quý anh chị. Ở đây thì gia chủ trước xài là xài căn phòng này và lắp sẵn cho quý anh chị một cái máy lạnh. Ở phía trên lầu sẽ có một cái máy lạnh nữa, là tổng cộng chúng ta có hai cái máy lạnh. Thì hai máy lạnh này sẽ được tặng cho quý anh chị khi mà quý anh chị sở hữu cái căn nhà này ha. Và máy lạnh chúng ta đang hoạt động rất là bình thường không quý anh chị, nên quý anh chị yên tâm mà sử dụng. Ở đây có decor sẵn những cái khu vực nho nhỏ nè, nhìn cũng rất là đẹp và vui mắt ha quý anh chị. Và chúng ta có thể thay đổi theo cái thiết kế của mình ha. Ở phía dưới thì được ốp theo kiểu là giấy dán á quý anh chị, theo cái tông giả gỗ nè, nhìn rất là đẹp. Ở đây có một cái khu cửa sổ để cho quý anh chị lấy gió và lấy sáng ha. Đó, phía sau thì chúng ta cũng còn nhà luôn nha quý anh chị. Anh chị thấy có một căn phòng ở dưới thì quý anh chị thấy có thích không ạ? Chứ riêng Lộc rất là thích cái căn nhà này luôn quý anh chị, rất là thích hợp cho một gia đình vừa mới gia riêng mà có thu nhập tầm trung, chúng ta sở hữu căn nhà này thì rất là hợp lý ha. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn sẽ mời quý anh chị di chuyển lên khu vực trên tầng trên để chúng ta tham quan các căn phòng ngủ phía trên ha. Các bậc cầu thang mà đi di chuyển lên Lộc thấy cũng khá là dễ đi ha quý anh chị. Được làm bằng chất liệu là sắt hộp ha. Giờ khu vực cầu thang này á đã qua sử dụng rồi, thì hiện tại nếu mà quý anh chị nhận nhà thì sẽ nhận được nhà mới ha quý anh chị. Những khu vực này thì sẽ được sơn sửa lại cho quý anh chị luôn. Đó, ở đây là một cái khoảng không gian trống ở trên gác lửng nè, thì chúng ta sẽ nhìn được cái khu vực phía dưới luôn nha quý anh chị. Đó, cái trần khá là cao nha. Rồi, ở đây được ốp gạch bóng kính nha quý anh chị. Và ở phía trên này á, nhưng quý anh chị thấy là hiện tại là được chia ra là hai phòng. Và cửa ở đây là cửa nhôm, cửa lùa ha, cửa lùa nè, kính mờ ha quý anh chị. Đó, đi vào bên trong khu vực phòng này. Đó, thì nó phòng này nó khá là dài, nó rất là thích hợp cho quý anh chị sử dụng để cho con chúng ta ở cái căn phòng này thì rất là hợp lý luôn. Phía dưới được ốp gạch bóng kính cho quý anh chị luôn nha. Đó, bây giờ sẽ đi qua cái khu vực phòng ngủ thứ hai nè quý anh chị. Nó cũng tương tự giống như căn phòng ngủ kế bên thôi. Trần là trần la phong nè. Và có sẵn một cái máy lạnh cho quý anh chị luôn. Thì máy lạnh này sẽ được tặng cho quý anh chị khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này ha. Ở đây có một cái khu vực cửa sổ, nó hướng ra phía khu dân cư ở phía sau nhà chúng ta, rất là đông đúc và sầm uất nha quý anh chị. Đó, để cho chúng ta lấy gió và lấy sáng ha, làm cho khu vực nhà chúng ta nó thông thoáng và mát mẻ hơn. Đó, thì khu vực này thì Lộc thấy rất là thích hợp cho hai vợ chồng, hai đứa con mà có trai có gái á. Chúng ta chia hai khu vực phòng này ra để cho có không gian riêng không quý anh chị. Rồi, tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển xuống tầng trệt. Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại và báo giá chi tiết cho quý anh chị căn nhà này ha. Vừa rồi thì quý anh chị đã tham quan hết căn nhà của chúng ta rồi đúng không ạ? Lộc thấy căn nhà rất là hợp lý cho những gia đình có tầm 4 thành viên, hai vợ chồng, hai đứa con, trai gái ở căn nhà này thì rất là hợp lý luôn. Với một cái khu dân cư khá là đông đúc và sầm uất rồi, thì cái diện tích nhà chúng ta là đời 5 sạc 143G, ấp 4 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha quý anh chị. Một cái vị trí rất là đắc địa và đường trước nhà của chúng ta là rộng tầm 2,5 m. Và từ vị trí nhà quý anh chị di chuyển ra quốc lộ 50 á, chỉ tầm khoảng 300 m thôi. Và chưa tới cầu Ông Thình nha quý anh chị. Từ bến xe quận 8 mà quý anh chị di chuyển đến nhà chúng ta là theo trục đường quốc lộ 50,
thì ngay cái khúc mà chưa qua cầu ông Thình thì cách cầu ông Thình khoảng tầm cách cầu ông Thình á tầm khoảng 500m nha quý anh chị, thì phía bên tay phải nó sẽ có một cái đường đường đan, cái đường đá bi á là đường xe tải luôn, thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong nhà chỉ tầm khoảng 500m thôi. Thì vị trí này Lộc thấy rất là phù hợp để cho quý anh chị làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha, với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu căn nhà này. Và anh Hưng giao cho Lộc đi review và báo cái mức giá là 790 triệu là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi ha, với cái diện tích là ngang 3m6, dài 11m, có 3 phòng ngủ nha quý anh chị. Thì cuối video Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều thành công trong cuộc sống, và sớm sở hữu cho mình những cái căn nhà đẹp đúng nhu cầu và đúng tài chính của quý anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.